anh hùng Thái Phước Hiệp với những trận đánh nở hoa trong lòng địch. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã trôi qua theo năm tháng của thời gian. Thế nhưng, quãng thời gian chiến đấu ở Kon Tum, đặc biệt là những lần ăn Tết ở nghĩa địa Trung Lương và những trận đánh nở hoa trong lòng địch vẫn còn khắc sâu mãi trong ký ức của đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thái Phước Hiệp, nguyên phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Để hiểu hơn về ông cùng với những năm tháng hào hùng ấy, Trên Sông Lịch Sử mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây. Từ khu chủ mật Trung Tín đến nghĩa địa Trung Lương, đi bộ đội rồi tập kết ra Bắc, người con trai làng La Hòa luôn nhớ về quê hương da diết. Rồi ông cũng được về Nam năm 1964, nhưng địa bàn hoạt động không phải là Quảng Nam để có thể về thăm mẹ, mà là Kon Tum, mảnh đất sau này gắn bó với đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thái Phước Hiệp suốt hơn 30 năm quân ngũ. Tỉnh đội bố trí cho ông về thị xã Kon Tum làm đội trưởng đội tuyên truyền với nhiệm vụ diệt ác, phá kìm, xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ phong trào quần chúng. Phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và chủ lực đánh địch trên địa bàn. Tiếng là đội vũ trang, nhưng lúc đó đội chỉ có 9 người, vũ khí thiếu thốn, lương thực hạn hẹp. Ông quan sát thấy có 6 người thợ rừng thường xuyên đi đốn gỗ, bèn hỏi chuyện làm quen. Biết những người này ở khu chủ mật Trung Tín thuộc vùng tranh chấp giữa ta và địch, đội trưởng Hiệp vô cùng mừng rỡ. Ông hỏi đường, sau đó bí mật đến làng này, đào hầm tại chỗ, ban đêm lên nắm tình hình. Trước tiên, ông vận động anh Hồ Lanh giả vờ theo địch với mục đích nắm thông tin về Nguyễn Đức Bá, trung đội trưởng Nghĩa Quân. Sau đó, nhờ cách vận động khôn khéo, ông đã cảm hóa được Nguyễn Đức Bá và bày cách để anh tiêu diệt hai tên mật vụ cài cắm, vô hiệu hóa hoàn toàn trung đội Nghĩa Quân. Vùng tranh chấp trở thành vùng an toàn, từ đây đi qua các nơi khác không còn nguy hiểm như trước. Sau này, trong trận Mậu Thân, Nguyễn Đức Bá đã bị địch bắt, không hề khai báo và hy sinh trong tù. Đồng chí Hồ Lanh cũng thành liệt sĩ. Sau 4 năm xây dựng lực lượng ở khu chủ mật Trung Tín, đội trưởng Thái Phước Hiệp thấy cần phải nắm sát trung tâm đầu não hơn nữa. Cải trang thành người đi tìm bò lạc, gió la địa thế. Ông thấy rằng chỉ có nghĩa địa Trung Lương, cách trung tâm thị xã 2 km mới là nơi thích hợp đào hầm bí mật để từ đó móc nối với dân. Vậy là 5 đêm liền, ông cùng với anh em trong đội chọn một vị trí bằng phẳng, dưới tán cây lúp xúp, không xa mấy các ngôi mộ khác và bí mật đào hầm. Lúc đầu, một số anh em người dân tộc thiểu số trong đội sợ hãi khi sống giữa những ngôi mộ. Nhưng rồi một thời gian, thấy ông không bị làm sao mới vững tâm hơn. 5 năm ở đây, đội đã đào 3 hầm như thế và địch không hề phát hiện. Lợi dụng những bụi rậm, tối đến anh em nấu ăn, che chắn cẩn thận, nhưng chủ yếu là vẫn dựa vào đồng bào. Thật khuya, theo ám hiệu của người dân, để cơm ngoài chuồng heo hoặc trên cành cây, anh em lên lấy ăn tại chỗ, sau đó mang về hầm cho ngày hôm sau, kể cả Tết. Ký ức những ngày hoa lửa. Trên Sông Lịch Sử xin trích nguyên văn lời kể của đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thái Phước Hiệp. Đầu năm 1966, tại thị xã Kon Tum, địch thành lập biệt khu 24 làm trung tâm chỉ huy lực lượng của Mỹ Ngụy ở Bắc Tây Nguyên. Chúng tăng cường xây dựng lực lượng bảo an, dân vệ, thành lập 4 đoàn bình định nông thôn với khoảng 200 tên, chuẩn bị cho kế hoạch bình định. Có nhiều gia đình lương thiện, chỉ muốn yên ổn làm ăn, không theo bên này hay bên kia. Nay địch về đông đã dấy lên tâm lý sợ hãi. Thậm chí có gia đình cơ sở mới xây dựng còn từ chối bố trí nơi ở, che giấu thành viên đội công tác. Nếu tình hình này kéo dài, đội vũ trang tuyên truyền của chúng tôi có nguy cơ bị đẩy ra khỏi thị xã. Trên cương vị đội trưởng, tôi xác định để giữ vững niềm tin trong nhân dân và ngăn chặn địch hung hăng đánh phá cách mạng, cần phải tổ chức diệt ác, răn đe những tên đầu sỏ. Các cơ sở biệt động như T-65, T-68, T-69, T-70, T-71 được xây dựng từ vùng ven, được đưa vào để làm ăn sinh sống trong nội thị. Có người từ trong thị xã được đưa ra vùng ven, xây dựng huấn luyện rồi về lại. Do hoạt động bí mật, số anh chị em này cùng với một số anh em bất hợp pháp của ta cải trang hợp pháp vào nội thị diệt ác, đánh địch trong nội ô, phá thế kìm của địch, làm cho địch mất ăn mất ngủ, hoang mang lo sợ.
Để thăm dò lực lượng ta, địch tổ chức mạng lưới mật báo, mật vụ dưới nhiều hình thức trong nhân dân để theo dõi kìm kẹp quần chúng. Cài vào các trung đội, tiểu đội nghĩa quân trong các sắc lính để theo dõi tình hình tư tưởng, hành động của sĩ quan và binh lính. Bấy giờ, trong thị xã có tên Nguyễn Hát là một tên tình báo, trước đây làm cho Pháp, bây giờ làm tay sai cho Mỹ. Dưới vỏ bọc là một thầy giáo trường ti tiểu học, nên việc tiếp cận để tiêu diệt Hát khá khó khăn, phải trực tiếp dùng cơ sở để diệt trừ y. Tôi trao đổi với anh em biệt động, quyết định sử dụng T-65. Đây là một biện pháp cực chẳng đã thì mới phải dùng, vì khi cơ sở trực tiếp tham chiến thì coi như cơ sở đó đã bị lộ. T-65 là một thợ điện, tên là Nguyễn Trung Hùng, sống hợp pháp trong nội đô. Anh có mối quan hệ khá thân thiết với tên Hát. Mỗi khi nhà có việc, y thường nhờ T-65 để nấu ăn. Tôi trực tiếp gặp gỡ T-65, vạch rõ tội ác của Nguyễn Hát và giao nhiệm vụ cho T-65 phải tiêu diệt tên này. Cuối năm Ất Tỵ năm 1965, tên Hát tổ chức tiệc tất niên. Quan khách hôm ấy có tỉnh trưởng, tỉnh phó hành chính, hai tên cố vấn Mỹ và một số tay chân của y. Như thường lệ, T-65 được Hát gọi đến nấu ăn giúp. T-65 báo cáo tình hình và xin phép tiêu diệt mục tiêu. Tổ biệt động cấp cho anh một kíp hẹn giờ loại 60 phút và 100 gram thuốc nổ C4. T-65 chuẩn bị thực phẩm và nấu xong trước thời gian khoảng 10 phút, tranh thủ dọn bàn ghế ở phòng tiệc. Lợi dụng lúc vắng người trong phòng, anh nhanh chóng bấm kíp hẹn giờ, cài vào khối thuốc nổ rồi để vào hộc bàn, cách bàn tên Hát ngồi khoảng 2 mét. Tổng số khách được mời và chủ là 12 tên đã vào tiệc. Hơn 10 phút sau, một tiếng nổ phát ra trong phòng khách. Tên Hát chết tại chỗ. Tên tỉnh phó và hai tên cố vấn Mỹ bị sức ép nhẹ vì ngồi xa. Biết được T-65 sớm muộn gì cũng bị lộ, nên tôi báo cáo ban cán sự thị ủy chuyển vùng hoạt động. Tham gia tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Nguyễn Trung Hùng đã hy sinh anh dũng khi đang chiến đấu. Cũng từ đầu năm 1966, cơ quan an ninh của tỉnh thông báo trên địa bàn thị xã có tên Ngô Mờ hoạt động tình báo CIA, cần phải tiêu diệt để tránh gây hại cho cách mạng. Tên này quê ở Bình Định, thời Pháp thuộc, y là lý trưởng. Sau khi Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, y chuyển sang hoạt động tình báo. Lên Kon Tum làm ăn, Mờ khai là chính quyền mới nghi ngờ y làm cách mạng nên bỏ chạy lên đây. Trong vai một người dân thường, Mờ không tham gia bất cứ hoạt động gì cho chính quyền ngụy. Chúng tôi tiếp nhận thông tin, bí mật cho điều tra chéo để xác minh, tránh sự oan người vô tội. Khi có đủ 3 nguồn tin xác nhận Ngô Mờ chính là tên tình báo nguy hiểm, tôi cử người theo dõi hành tung của hắn. Nhà Mờ ở khu Trung Tín, nhưng y chủ yếu ngủ trong thị xã. Hầm bí mật của tôi ngay trong vườn nhà Hồ Lanh, đối diện với căn nhà của Ngô Mờ. Vì vậy, khi hắn về nhà, cơ sở sẽ thông báo ngay cho tôi. Sau 6 tháng điều tra, theo dõi, đến tháng 8 năm 1966, thời cơ diệt tên tình báo đã đến. Rạng sáng hôm ấy, tôi cải trang thành lính bảo an, đem theo khẩu AR-15, đi cùng A-View giống như đi tuần tra buổi sáng. Đến nhà Mờ, tôi gọi cổng. Anh Mờ ơi, ra tôi nhờ tí. Tôi gọi 2-3 lần, Mờ mới ra mở cửa. A-View đứng ngoài đường cảnh giới. Tôi đi thẳng vào sâu. Chĩa nằm xuống vào ngực y, tôi nói khẽ. Giơ tay lên. Mờ vội quay người định chạy vào nhà, tôi lập tức nổ súng. Mờ ngã úp mặt xuống sân. Tôi lấy bản cáo trạng vạch rõ tội ác của Mờ, đặt lên người nó, nhặt viên gạch, chặn lên rồi rời đi. Đường phố lúc này đang vắng người qua lại. Chúng tôi nhanh chóng lẩn vào trong rừng non, thay quần áo rồi tụt xuống hầm bí mật. Sau vụ tiêu diệt tên tình báo Ngô Mờ, tình hình xã Kon Tum tương đối yên ắng. Bọn tình báo, mật vụ, ác ôn không còn hung hăng và hống hách như trước. Những năm tháng ngủ hầm, nằm bụi và những mảnh đạn chưa lấy hết khiến cơ thể người anh hùng mang nhiều bệnh tật. Vượt qua tất cả, ông vẫn hăng hái làm việc ở khu dân cư. Ông luôn được nhân dân khu phố vô cùng kính phục. Bạn có ấn tượng như thế nào về đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thái Phước Hiệp? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!